Hello mấy chị, lên lại giùm em nào mọi người. Các chị yêu thấy em không ạ? Các chị yêu ơi, thấy em không ạ? Tình yêu là thấy em, comment giùm em số 1 luôn nha. Xin chào các chị đã đến với livestream của shop Thanh Tâm. Sao không thấy ai hết trời, mới vô không thấy ai trơn trọi. Lên lại giùm em mấy chị. Vô lại em lên sale tiếp nha. Em lên sale tiếp cho các chị các cô nhà mình. Lên lên mấy chị, lên lại. Cái này là lẫn lựa sữa. Đầu like em bán sale 65.000 luôn nha. 65.000 sale đầu like. Lấy tương tác luôn nha. Chốt đơn nha mấy chị. Size số 5. Cái này 65 không, cái này 70 75 kg mặt dừa. Bộ này 70 75 kg mặt dừa. Nha, 70 75 kg mặt dừa, chốt em mã 247. Bán 65.000. Mã 247 cái này tôn lụa sữa. Tôn lụa sữa nha mấy chị, mã 247 sale mấy chị là 65.000. Chốt giùm em mã 247 nha. Size là 70 75 kg mặt dừa. Rồi, lên cho em bộ này. 70 75 kg mặt dừa luôn, lên sale tiếp mấy chị. Hồi nãy em bị gì á? Kiểu sao á, ẩn hết comment luôn không thấy ai chưa. Các em lên lại like luôn nè. Bộ này sale 65.000, chốt mã 157. 157, size này 70 75 kg mặt dừa. Sale giùm em là mã 157, 70 75 kg mặt dừa sale mấy chị. 65.000. Mã số là 157 giùm em. Còn tôn hai da là sale 75.000, tôn hai da bông nhí là đang sale 75.000. Ví dụ như thế này. Này beo vàng là sale 75.000 nè. Beo vàng, cánh tiên quần lửng sale 75.000. Mấy chị chốt beo vàng này là size số 4. Size số 4 quần lửng cánh tiên sale 75.000, chốt em mã beo vàng. Beo vàng quần lửng cánh tiên sale 75.000 size số 4, 60 đến 69 kg mặt dừa. Rồi này là chiếc lá. Chiếc lá số 4 sale 75.000 luôn, 60 đến 69 kg mặt dừa. Lên lại giùm em cả nhà. Lên lại giùm em cả nhà, cho em xin là một lượt chia sẻ nha. Cho em xin một lượt chia sẻ nha cả nhà. Lên lại giùm em. Rồi bộ này chốt em mã chiếc lá. Chiếc lá kèm size. Sale 75.000 một bộ, chốt mã chiếc lá. Còn này là cúc xanh lá. Cúc xanh lá em có đủ size mấy chị luôn, có size 2, 3, 4, 5 luôn, 90.000 sale còn 75.000 mấy chị. Chốt giùm em bộ này là mã cúc xanh lá. 90.000 sale còn 75.000, chốt giùm em cúc xanh lá nha, kèm size hoặc kèm số ký mấy chị vô. Em thấy chị Trúc Hương, thấy chị Phương Thảo, thấy chị Nguyễn Thúy, thấy chị Mỹ Tiền nha. Hello các chị nha. Chị Trúc Linh, là nãy mình coi số 6 là mình coi đồ gì, đồ dài dài hay là đồ lửng chị? Size 6 là chị coi đồ dài hay đồ lửng? Chiếc lá size 4 á chị Nguyễn Thúy. Rồi bộ này giùm em là xanh biển nha, xanh biển số 4 sale 75.000 luôn mấy chị. Xanh biển 4 sale mấy chị 75.000 luôn, chốt em mã xanh biển. Điện thoại kia đâu rồi Tài? Ấy lại đi. Điện thoại kia hên. Xanh biển số 4 sale 75.000, chốt mã xanh biển số 4. Chiếc lá cho chị Nguyễn Thúy. Chị Nguyễn Thúy mua size 4 luôn phải không? Bộ này chốt bi xanh nha mấy chị, size 4 là 60 đến 65 kg mặt dừa. 69 kg mặt dừa, quên, 60 69 kg mặt dừa, sale 75.000, chốt em mã bi xanh số 4. Lên mã đủ size đi. Lên cho em mã đủ size nha. Đen số 4. À quên, đen đủ size. Lên cho em mã này đen đủ size. Đen. Ấy lại đen đi. Đen đủ size, bạn đang lấy điện thoại. Đen có size 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Size 2, 3, 4, 5 thì sale 75.000. Còn size 6 giá 99.000 dùm em nha. Size 6 là giá 99.000 dùm em. Chốt em bộ này là mã đen kèm size mấy chị nha. Đen kèm size 90.000 sale còn 75.000. Chốt mã đen. Bộ này là xám kèm size. Có size nào cũng có. Xám. Xám kèm size. Từ size 2 cho tới size 6 luôn mấy chị. Chốt mã xám kèm size giùm em, 90 sale còn 75.000 mã xám kèm size. Cúc xanh lá Trần Ngọc Lan. Cúc xanh lá chị Trần Ngọc Lan có size 4 nha.
Cái này chốt mã xanh nhạt đi mấy chị, cánh tiên quần lửng nha. Cánh tiên quần lửng xanh nhạt dùm em, có size 2, 3, 4, 5 xanh nhạt. Xanh nhạt dùm em có size 2, 3, 4, 5. 90.000 sale còn 75.000, chốt em mã xanh nhạt kèm size. Ba bộ em đi đơn, tiền ship 30.000 đồng giá toàn quốc dùm em mấy chị. Chốt dùm em bộ này là A nha. A em có size A có size mấy? Đủ size chứ. Ừ, A đủ size mấy chị. Tự nhiên cái quên đứng hình. A đủ size. Quần lửng áo cánh tiên chắc vải là tôn hay da mấy chị. Tay lỡ 6 thì Nguyễn Trúc Linh. Tay lỡ 6 thì Nguyễn Trúc Linh Tôn Nhung ngang chị 130 bộ chị Trúc Linh. 83 chị Trần Mỹ Tuyên. Chị Trần Mỹ Tuyên có 83 lượm em 3 bộ đi đơn mấy chị. Bơ. Đen 4 chị Hồng Cẩm. Đen 4 chị Hồng Cẩm có. Bơ giùm em đi, bơ đủ size luôn mấy chị đẹp. Chốt em mã này mã bơ 90 xe 75.000 nha, tôn hai da mấy chị. Chốt em mã bơ 90 xe còn 75.000. Bơ giùm em. Cái này xám nhạt nè. Bộ em mặc là tôn hai da luôn á, tay ngắn quần lửng. Mẫu mới, tay ngắn quần lửng tôn hai da. Cái này 100.000 bán lấy tương tác mấy chị 80.000 thôi. Bán bộ này 80.000 thôi. Đủ size luôn á, chị nào thích mẫu mặc thì comment giùm em là mẫu mặc kèm size từ size 2 cho tới size 5. Chốt em bộ này là xám nhạt nha mấy chị, xám nhạt có size 2 3 4 5 luôn, sale 75.000, chốt mã xám nhạt giùm em. 2 3 4 5. Màu vàng em còn số 3 với số 4 thôi, em hết size 5 rồi. Màu vàng size 3 size 4, mạng yếu quá hả chị? Em cũng không biết sao em like bằng 3G đó mà mấy nay nghe nói là đứt cáp hay gì nữa mà. Đứt cáp nên mấy chị coi không rõ là mạng của tất cả mọi người chứ không phải riêng gì mình em. Rồi lên cho em mã này là bông đỏ. Bông đỏ nha, áo cánh tiên quần lửng tôn hai da, sale 75.000 bộ mấy chị, quá trời rẻ luôn, bán giá sỉ cho mấy chị luôn, mua em 3 bộ đi đơn. Bông đỏ này có tới size 6 luôn. Mua số 6 là giá 99.000. Bơ 3 chị Trần Mỹ Tuyên có. Lưu ý em size 6 là 99.000 bộ nha mấy chế. Số 6 là 99.000 bộ. Ra hỏi tụi nó coi cái này có 6 không. Bơ 6 chị Nguyễn Thị Ý. Để chị biết đường chị lên. Bơ 6 chị Nguyễn Thị Ý, size 6 99.000 nha chị yêu. Mấy chị mua em 3 bộ là đi đơn nè, cho em xin số điện thoại nè. Mã này chốt giùm em mã hồng đi mấy chị. Mã hồng. Mẫu mặc size 5 đi chị. Dạ rồi, đợi xíu em lên liền. Mẫu em mới về, em mặc là mới về đủ size, em lên là đủ size cho mấy chị lựa luôn. Mã này mã hồng. 2 3 4 5. Mã hồng giùm em mã hồng. Rồi lên xong mấy mã này đi rồi mình lên tới mẫu đang mặc cho mấy chị. Hồng rút này con không? Lên cho em bộ này mã B. Chữ B á mấy chị, B, B kèm size. B từ size 2 tới size 6 chốt mã B. Mua 3 bộ đi đơn mấy chị đẹp, một lượm em 3 bộ đủ đơn. Mã này xám phối còn size 3 với size 5. Cho chị bộ rêu, bộ nho với bộ sọc nâu các bạn. Xám phối còn size 3 với size 5 sale 75.000. Còn size 5, size 3 không? Cái đó còn số 5 không? Còn số 3 không? Xám phối sale 75.000 xám phối. Nào cũng còn 3 hết không? Màu nho phối em còn size 3, size 5 luôn. Lựa 3 bộ đi đơn mấy chị yêu nha. Nho phối, màu nho em còn size 3, size 5 luôn, sale 75.000. Dạ, đủ 3 bộ chị cho em xin thoại luôn nha chị Mỹ Tuyên. À có số rồi, em cảm ơn chị. Đây, nho em còn size 3 với size 5, sale 75.000 cho mấy chị. Mua em 3 bộ là đi đơn, tiền ship 30.000. Rêu cũng còn 3 với 5 luôn. Hồng 53kg là size số 3 chị Nhàn Nguyễn. 58kg mặc size 3 luôn nha chị Thanh Nhã. Rồi bộ này là rêu em có size 3 với size 5. Rêu này em còn size 3 với size 5 luôn mấy chị. Chốt em mã rêu nha. Sale mấy chị 75.000 bộ. Mua 3 bộ đi đơn. Rêu phối á. Còn size 3, size 5 rêu phối. Bộ này là sọc nâu. Sọc nâu còn size số 5. Sọc nâu còn 3 với 5 luôn. Sale mấy chị 75.000 chốt em mã sọc nâu. Rồi em lên mẫu mặt nè. Đủ size. Chị Trần Mỹ Tuyên đủ 3 bộ. Mẫu em mặc là tay ngắn quần lửng và giá là 100.000, em sale còn 80.000 mấy chị. Tay ngắn quần lửng 100 em sale còn 80. Bộ này xinh quá trời xinh luôn, chốt em là bông cam. Bông cam kèm size có size 2 3 4 5. Không, chị Nhà Nguyễn có. Quần lửng áo có tay mấy chị, chốt em bông cam kèm size 90 sale còn 75.000. Ủa bậy bậy, sai rồi. 100 sale còn 80.000. Nói chung mã này là 80.000 nè. Đó, chốt em là mã bông cam từ size 2 tới size 5 thôi, không có số 6.
chị nhận hàng rồi đẹp. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Tâm, cảm ơn chị. Sọc nâu kèm size mấy chị vô. Sale còn 80 ngàn chốt em sọc nâu mấy chị. Sọc nâu áo có tay quần lửng. Tôn hai da. Đó. Tôn hai da áo có tay quần lửng sọc nâu giùm em, sale 80 ngàn sọc nâu. Có tay quần lửng giùm em nha. Chị Nguyễn thì ý lựa giùm em thêm đi chị, mới có 1 bộ à, chưa đủ đơn. Xanh đậm giùm em luôn, từ size 2 tới size 5. Từ 40kg tới 78kg nha mấy chị. 40kg tới 78kg mấy chị, chốt em mã xanh đậm kèm size. Xanh đậm kèm size. Từ size 2 tới size 5, xanh đậm kèm size. 900.000 sale còn 80.000, mã xanh đậm kèm size. Mã đỏ luôn. Mua 3 bộ đi đơn tiền ship 30.000, mua đơn 500.000 em miễn ship cho các chị các cô nhà mình luôn. Rồi lên cho em bộ này đỏ. Đỏ có tay mấy chị, áo có tay quần lửng. Áo có tay quần lửng bông nhí, chị nào chốt comment đỏ kèm size. Từ size 2 cho tới size 5 nha. 80.000 một bộ. Cái này là vàng. Vàng đậm đó mấy chị, vàng đậm. Còn hồi nãy là vàng vàng kia là vàng tươi là áo cánh tiên nha. Cái vàng đậm này là áo áo có tay. À, mấy chế cho em vàng đậm. Có size 2, 3, 4, 5. Một bộ là 80.000 giùm em, 3 bộ là đi đơn, tiền ship 30.000. Chị Phương Lê chọn đi chị. Chị Hồng Cẩm lựa thêm giùm em đi chị, mới có 1 bộ à. Mạng không được rõ hay sao, em không thấy comment của mấy chị vậy. Mạng bị yếu hả ta? Rồi mã này là hồng rút. Hồng rút tôn hay da cánh tiên quần lửng. Cái này thì hồng rút giùm em. Còn size số 4. Bộ này còn số 4 thôi. Em hết size mấy size kia rồi. Size 4 hồng rút sale 75.000 quần lửng cánh tiên nha mấy chị. Hồng rút sọc nâu xám. Sọc nâu xám phối số 3 tại cánh tiên. Chị Thủy Đặng lựa thêm bộ nó đi chị, 3 bộ mới đủ đơn chị ơi. 3 bộ mới đủ đơn chị nha, chốt mã này là mã xanh biển giùm em. Xanh biển kèm size em mấy chị, 90 sale còn 75.000 một bộ. Xanh biển áo cánh tiên, chốt mã xanh biển kèm size nha. Mã này mã kem. Mã kem giùm em luôn. Kem áo cánh tiên quần quần là quần quần lửng. Mã kem giùm em, chốt mã kem kèm size. Rồi em lên tay lỡ cho chị, hồi nãy chị gì kêu lên mà em quên. Tay lỡ mấy chị chốt giùm em bộ này mã số 1. 130.000 một bộ. 130.000 một bộ mã số 1. Tay lỡ quần dài có size 2 cho tới size 6 luôn. Từ 2 cho tới 6 luôn, chốt mã 1 giùm em kèm size mấy chị vô nha. Em có đùi dây 65.000 bộ, chút xíu em lên mấy chị coi. Đùi dây có size 345 luôn, 65.000 bộ. Rồi đấy mấy chị chốt tay lỡ bộ này mã 2 nè. Vàng đậm size 5 cho chị Trần Ngọc Lan. Rồi này là mã số 3 tay lỡ giùm em mã số 3. Mã số 3 giùm em mã số 3 tay lỡ. Chị Phượng Lê kêu lên kia xong chốt này là sao không hiểu. Kêu lên kia xong chốt quả này. Mã số 4 giùm em. Mã số 4. Mã 4 giùm em nha mấy chị, mã 4. Tay lỡ quần dài 130.000 mã 5. Mã 5 giùm em tay lỡ quần dài tôn nhung 130.000 bộ chốt mã số 5. Rồi đây là mã 6 mấy chị. Tôn nhung tay lỡ quần dài 130.000 bộ chốt mã 6. Mã 1 size 5 cho chị Tuyết Lăng. Mã 7. 130.000 từ size 2 tới size 6 nha mấy chị. Mã 8. Chị Trần Ngọc Lan đủ 3 bộ nha chị. Bộ này là mã 9. Mã 9 giùm em. Mã 9 giùm em, mã 9. Mã 10. Số 1 chị Tiết Lan. Mã 10. Tay lỡ quần dài mấy chị, tất chất giải nó là tôn nhung ha. Size 2 là 40 49 kg mấy chị canh theo bản size đây nè.
từ 40 đến 49 kg mặc số 2 nè, số 3 nè, số 4, số 5, số 6 giùm em nè, từ size 2 tới size 6 luôn. Mã 10. Chị Trúc Linh lựa em, chị Trúc Linh. Này là mã 11. 11. Đây là 12. Tay lỡ quần dài giùm em. Rồi đây là mã số 13. Mã 14. Đủ size mấy chị, từ size 2 tới size 6. Không cái nào hết. Không biết cái nào hết, nãy con bé nó nói có cái nào hết size, thiếu size gì. Bán qua giờ nó cũng rỗng size bớt à. Này 15 giùm em luôn. 15. Này 16. Bông nhí quần dài đợi em xíu nha chị. Bông nhí quần dài tôn hai da ha. Cho em làm chị cái tay. Dướng cái dây. Tôn hai da bông nhí quần dài. Size số mấy chị Ngọc Lan? Đưa chị cái đắng kia. Này hình như em còn đủ size á. Bộ này size 5 nè mấy chị. Bộ này lẫn nha. Lẫn size số 5 ha. Sale mấy chị 65.000 bộ này luôn. Chốt em mã 204 sale 65.000. Mã 204 giùm em nha, sale 65.000. Size số 5 này 75 kg đổ lại thôi. 70-75 kg mặt dừa. Mã 204 sale 65.000. Bông nhí quần dài. Đây. Đây mã 280 chị ơi. Cánh tiên quần dài bông nhí tôn hai da 109.000 bộ. Quần dài giùm em luôn mã 280. 109.000 chất vải là tôn hai da. Em bán đồ bộ tôn nha các chị. Địa chỉ shop là 446-8 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh giùm em nha. Xanh mã 280 quần dài. Rồi đây là mã 248. Đủ size, có size 3, size 4, size 5, mã 248. Dạ chị comment đi cái này đủ size á chị. Mã 248 giùm em. Em không có đồ thun chị My Ngọc ơi. Chị Tiết Lan mã 10 đến size 5 rồi. Hên quá còn bộ. Chị Tiết Lan còn bộ cuối cùng mã 10 size 5. Hên quá còn bộ luôn chị, hết luôn. Rồi lên cho em này mã 245. Mã 245 giùm em, mã 245. Không. Bộ đang mặc 80 kg không vừa đâu chị Phương Đoàn. 245 kèm size giùm em nha. 109.000. Có đủ size đó chị Ngọc Lan. Mẫu này hình như mã 212 hình như em hết size 3 rồi. Quần dài cánh tiên bông nhí tôn hai da. Mã 212 làm hết số 3, còn số 4, số 5 nha mấy chị. Chốt giùm em mã 212. Chị Nguyễn Phước 5 bộ tay lỡ 5 màu 85 kg là size số 6. Ok chị. 175 kèm size giùm em luôn mấy chế. 175. Đây mấy chị chốt em mã 175 kèm size nha. 175 kèm size giùm em. 175. Quần dài tôn hai da giùm em mã 181. 181 giùm em mấy chị, quần dài tôn hai da chốt giùm em bộ này mã 181. 181 quần dài tôn hai da chốt giùm em bộ này mã 181. Chị Nguyễn Phước tay lỡ size 6 một bộ. 130.000 một bộ. Hai bộ. Nó nền đen hết à chị. Ba bộ nó chỉ khác màu bông thôi. Bốn bộ. Và năm bộ chị Nguyễn Phước. Năm bộ nha. Năm bộ. Năm bộ là năm bông khác nhau á chị Nguyễn Phước. Chị Trần Ngọc Lan có mã 245 size số 4.
Chị Nhàn Nguyễn là 175 size số 3. Tay lỡ còn dài mới vừa lên xong á chị Phạm Hiền. Chị đợi em xíu em lên lại. Này mã 119. Quần dài đủ size từ size 3 đến size 5. Mã 119 quần dài tay cánh tiên 119. Mây trắng cho chị xem quần dài tay ngắn size 6. Dạ không có chị ơi, size 6 không có quần dài tay ngắn đâu chị. Size 6 có quần lửng tay ngắn thì coi chứ quần dài không có. Hết hàng rồi. Chốt em mã 101. Cánh tiên quần dài có size 3, 4, 5 mấy chị, 109.000 bộ, tôn hay da bông nhí. Chị Nhàn Nguyễn được 2 bộ, được thêm bộ đi chị ơi. Chị Nhàn Nguyễn được 2 bộ. Mã này là mã 101. Ủa Nhàn Nguyễn này nghe quen nhìn như có đơn mà phải không? Mã 220. Chị Nhàn Nguyễn khách mới hay là dùng đơn vậy chị? Mã 220 dùm em có size 3, 4, 5. Tại vì em nhớ là chốt hết đơn rồi mà, mã 220. Bữa nay là chốt hết đơn rồi, đâu nợ đơn mấy chị nữa đâu. Có size ha, size 345 quần dài mã 220. Rồi, bộ này giùm em nha, mã 159 quần dài cánh tiên, tôn hai da, mã 159 luôn mấy chị đẹp. 159 giùm em. Size 3, size 4, size 5. 101 size 3 chị Doan Anh, 119 size 4 cho chị Trần Ngọc Lan. Bộ này là mã số 99. Màu xám. 99 quần dài giùm em nha, 99 là quần dài á mấy chị, giá 109.000 chốt mã số 99. Bộ này chốt em là mã 180. 180 nha mấy chế. Màu kem á, 180. Có size 3, size 4, size 5 giùm em luôn quần dài mã 180. Giờ chị nào lên đồ gì nữa thì comment em lên nha. Em lên thêm bông bự cho mấy chị coi. Dài 3D phối màu 109.000 luôn. Chị nào không thích bông nhí thì lấy bông bự. Nè này có phối màu. Mã này đủ size mấy chị chốt giùm em. Bộ này mã số 169 em có còn đủ 345 nha. Size 3, size 4, size 5 chốt mã 169 giùm em. Quần dài cánh tiên. Size 3, size 4, size 5 109.000. Mã 169. Trần Ngọc Lan có 119. 50kg mặc size 3, nãy giờ em lên đồ dài cánh tiên á chị Nguyễn Thị Hoa, đang lên đó chị. 50kg mình mặc size số 3 chị. Nè ví dụ như vậy nè, áo cánh tiên quần dài nè. 3D có phối màu luôn, 109.000 bộ mấy chị. 109.000 một bộ, mấy chị chốt giùm em bộ này là mã số 130. 130 giùm em nha, chốt em bộ này mã 130. Chị Nhàn Nguyễn đủ 3 bộ. Chị Nhàn Nguyễn có đủ 3 bộ nha chị ơi. Dùng đơn với chị Nhàn Nguyễn. Chị Nhàn Nguyễn là dùng đơn cũ hả? Chị còn đơn cũ hả? Cái này là size 3 nè. Này em còn lẻ size. Em còn size số 3 50kg mặt dừa nè. 50-58kg mặt dừa giùm em. Bộ này chốt giùm em mã số 196 mấy chị. 196 giùm em. Này còn size 3 thôi. Mã 196. Mã 169 hay là 159 nha chị? 159 hả? Hơn bao lấy 159. Size số 4. Size 3 mã 196 còn size 3 thôi. Bộ này em cũng còn số 3 thôi mấy chị, cánh tiên quần dài size 3. Mã 211. 211 cánh tiên quần dài size 3, mã 211 giùm em. 109.000 bộ mấy chị. Mua 3 bộ đi đơn tiền ship 30.000, mua đơn 500.000 miễn ship nha. Mã 211 giùm em ha. Chị Trần Ngọc Lan là 6 bộ rồi. Bộ vừa rồi là bộ nào? Mã 196 chị.
Chị Nguyễn Thị Hoa chốt 130. 50 kg mặc thì số 3 thôi chứ giờ chốt số 2 chị chật á. Nó hơi rộng chút nhưng mà mặc thoải mái, còn chị lấy số 2 là nó rất là chật mà chị sẽ bị tét. Nha, chị mặc chị sẽ bị tét. Cái này là 211. Này là 196 quần dài cánh tiên. Này là 130. Còn nếu mà chị hỏi mã trước đó thì nó là 169. Em lên tay lỡ quần dài. Size 6 chị coi. Em lên lại nè, chị nào mới vô coi lại em đi. Đủ size từ size 2 đến size 6 chốt mã 1 kèm size. Mã 1 kèm size mấy chị nào kèm lên tay lỡ quần dài chốt em nha, mã 1 kèm size. Chị Phương Nguyên Phương nè chị mua size số mấy? Tay lỡ quần dài 130.000 chốt em mã 1 kèm size nè mấy chị. Mã 2 giùm em nè. Mã 2 giùm em tay lỡ quần dài mã 2 kèm size mấy chị nha. Mã 2. Gì? Trên cùng nè. Mã 3 kèm size từ size 2 tới size 6 tay lỡ quần dài 130.000 một bộ á mấy chị, mã số 3. Mã số 3. Mã số 4. Tay lỡ quần dài chất vải tôn nhung, chị Trần Thủy coi em, chị Phương Nguyên Phương coi em luôn. Có size 2, 3, 4, 5, 6 nói chung từ 40 kg tới 90 kg chốt mã 4 kèm size. Rồi này là mã số 5. Mã 5. Bao nhiêu ký chị Phương Nguyên Phương ơi? Chốt mã kèm ký mấy chị ơi, làm sao em biết mấy chị bao nhiêu ký? Để mà em lấy. Mã 6 giùm em, chào chị Nguyễn Hạnh. Mã 6 tay lỡ quần dài 130.000 một bộ, mã số 6 mấy chị yêu ơi. Chị Như Huỳnh ơi, cái đồ này không có số 6 đâu. Cái đồ này có size 3, 4, 5 quần dài cánh tiên nè, không có size 6 nha, mã 130 không có size 6 nha. Rồi này là mã 7. Hết hả? Này số mấy? Số 4. Này mã 7. Mã 8. Mã 8. 130.000 một bộ. Chị Trần Thủy lựa màu giùm em. Mã 9. Mã 10. Mã 10 hết size số 5 nha mấy chị đẹp. Mã 10 em hết size 5 rồi nha mấy chị đẹp. Mã 11. Mã 12. 130.000 một bộ. Rồi mã 13. Tay lỡ quần dài chất vải tôn nhung mã số 14. Mã 15. Chị Trần Thủy lượm em đi chị, có size số 6 đó chị ơi. Lấy mã nào comment liền giùm em nha. Rồi mã 16. Mã 17. Mã 18. 19. Và 20. 20 giùm em. Tay lỡ quần dài mới về 130.000 bộ. Đây là 19 nè mấy chị. Đủ size từ size 2 tới size 6 luôn. 18 nè. Nguyễn Tâm 15 size 5 ok. Chị Nguyễn Hạnh em nhận đồ rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Nguyễn Hạnh. 17 giùm em. Chị Nguyễn Tâm lấy mã 20 nữa. Ok chị.
Mã 16. Mười lăm giùm em. Mười lăm. Mười bốn. Mã 13. Mã 12. Mã 11. Mã 8 số 4 rồi. Mã 6 là gì? Này hả? Không phải, này mã 7. Mã 10 hết size 5. Mã 9. Chị Đào Anh có 130 nha. Mã 8. Mã 7. Mã 6. Ai lấy mã 6 mà hết? Chị Phương Nguyên hả? Hết mã 6 hả? Chị Phương Nguyên, cái mã 6 của chị bị hết xe 4 rồi, mã 5. Chị lựa khác không em nha. Mã 4. Mã 6 hết xe 4 rồi chị. Rồi mã số 3. Mã số 2. Và mã số 1. 130.000 bộ giùm em. Lên đồ đùi cánh tiên. Chị Phương Nguyên lựa bộ khác giùm em đi. Bộ đó mã 6 hết nha. Đùi cánh tiên xe máy chị. Tôn Nhung hả? Chị Giang Anh mua Tôn Nhung hả? Đùi cánh tiên Tôn Nhung 80.000 bộ. Đùi 2 da là 70.000 bộ. Size 3 thì em còn cả hai thứ. Nguyễn Tâm đủ 2 bộ. Chị Nguyễn Tâm có đủ 2 bộ. Đâu có số 4 đâu chị, số 3 thôi. Chị Giang Anh ơi, số 4 mới còn đủ anh tiên. 15 là gì trời? 30 hết rồi nha chị Nguyễn Thị Hoa ơi. Chị Phương, 15 nè chị Trúc Linh ơi. Trời ơi, em lên nãy giờ 80 quận luôn rồi đó. Mã 15. Đồ đánh tiên bây giờ xe 4 chỉ còn Tôn Nhung thôi. Chị Đàn Anh coi không, Tôn Nhung thì 80.000 bộ, với Tôn Hai Gia thì hết rồi. Tôn Hai Gia đồ đánh tiên thì em hết rồi. Chị Phương Nguyên Phương được 2 bộ. Em còn Tôn Nhung thôi. Đồ xe 4 thì có Tôn Hai Gia đùi dây. Đùi dây, còn đồ đánh tiên á là Tôn Nhung. Đùi số 4 đùi dây thì 65.000 bộ. À, cái bộ này là con thỏ. Cái này là 60-68kg mặt dừa. Giá là 65.000 bộ. Ai chốt comment thỏ số 4. Còn Tôn Nhung á là 80.000. Đùi cánh tiên Tôn Nhung. Chị Thanh Nga Đào. Chị lộn rồi, em là Tâm chứ không phải Thảo chị ơi. Tâm chứ không phải Thảo nha. Quần áo giá sĩ Thanh Tâm shop, em tên Tâm. Bữa mua đùi dây 5 bộ rồi, vậy giờ coi đùi ảnh tiên nha. Rồi đợi em xíu chị, em kêu bé lấy nha. Lấy đùi ảnh tiên size 4 chị. Tên Nhung á. Quần dài nè, chị nào chốt bộ này size số 3 nè, mua em 3 bộ em đi đơn. Bộ này là size 3 quần dài mã 80. Mã 80 giùm em size 3 quần dài, 109.000 bộ mã 80 giùm em size 3 quần dài. Chị Phương Đoàn 2 bộ đang mặc size 5 lấy màu tối. Đây chị Phương Đoàn. 2 bộ đang mặc size 5 nha chị Phương Đoàn nha. 80.000 bộ nha chị.
ô vàng là nào trời? Nè chị, mã 14. Thì chứ lên từ 1 tới 20 rồi đi từ 20 tới 1 vậy mà cũng chị không coi được, không biết sao. Mã 80 size 3 cho chị người Nguyễn Thị Hoa. Dạ có. Tám mươi cho chị Giang Anh cũng có luôn. Rồi bộ này size 3 quần dài giùm em mấy chị. Mã 194 giùm em. Có bộ đây nữa nè. Mã 194 giùm em quần dài nha, size 3 mấy chị, 109 ngàn bộ mã 194. Chị Nguyễn Thị Hoa hết mã 130 rồi nha. Ủa hết rồi. Chị Nguyễn Thị Hoa ơi, cái mã 130 chị hết rồi. Chị lựa em mã khác ha. À, hồi nãy em đọc là còn số 3 nhưng mà thực sự là nó hết số 3. Dạ chị Thanh Nga Đào. Rồi chị lựa thêm giùm em chị Hoa, size 3 quần dài nè. Mã 249. 249 size 3 quần dài giùm em. Mã 249 size 3 quần dài giùm em. 249 giùm em luôn, size 3 quần dài. Rồi mã này size 3 quần dài cánh tiên luôn, mã 143 giùm em. Cánh tiên quần dài size số 3, mã 143 giùm em. Chị đợi một chút đi, mạng đứng đợi một chút em lên lại cho chị coi. Size 3 quần dài cánh tiên tôn 3D. 109 ngàn một bộ. Mã số 192. Mã số 192. Size 3 quần dài cánh tiên. 109 ngàn bộ mã số 192. Đùi cánh tiên nè chị. Chị Giang Anh ơi, size số 4. Cái này là 60 69 kg mặt giường nha mấy chị. Chốt một em mã 266, đùi cánh tiên size 4 tôn nhung. Mã 266. Tay lỡ mã mười mấy? 14 cho chị Nguyễn Trúc Linh được một bộ. Bộ này mã 266 đùi cánh tiên size 4. Ai ở lại? Tám chục ngàn bộ đồ gánh tiên. Đây. Đây đây đây. 192 chị Nguyễn Thị Hoa có. Size 4 quần lửng, quần đùi tôn nhung mã 178. 80 ngàn một bộ mã 178 đùi tôn nhung size số 4. 80 ngàn một bộ giùm em. 249, Mã 178. Cái gì? 266. Ủa 249 nè. 249 nè. Đùi nè chị Giang Anh, đùi nó lên nãy giờ nè, xanh dương, màu xám, bông màu cam. Đó, cái này là đùi dành cho người trung niên á. Chiếc lá màu cam. Bông hồng. Lá vàng. Màu rêu. Đùi cánh tiên tôn nhung 80 ngàn bột. Thì nó mà chị Gao Gao ơi, cái 192 hết rồi, lấy bộ này giúp em được không? Tương tự á, em thấy đâu khác gì đâu nè, tương tự. À, cái này hoa văn nó giống 249 rồi. Chị Gao Gao lựa mã khác đi. Chị Gao Gao lựa mã khác đi. Quần dài size 3 nha, 109 ngàn lên tiếp nha, mã 291. 291 size 3 quần dài giùm em. 109 ngàn bộ mã 291. Xanh dương 4 quần đùi chị Giang Anh. Xanh dương 4 quần đùi chị Giang Anh.
87 size 3 cánh tiên quần dài. Thế vậy? Máy đến rồi. Hả? Máy đến rồi. Không, con mở nhạc con không có vô đây chơi được. Bản quyền. 291 chị giao giao. Mã 87 giùm em. Tám bảy quần dài số 3. Bộ này size 3 luôn nè mấy chị. Mã 263 quần dài size 3. 109.000 mã 263 giùm em. 263 quần dài size 3. Chị Trúc Linh ơi, chị coi lại tay lỡ lựa thêm giùm em đi chứ có một bộ đâu đủ đơn. Size 3 quần dài nè mấy chị, 109.000 bộ. Chốt em mã 114 size 3. 114 size 3 quần dài mã 114. Size 3 quần dài cánh tiên, chị Gao Gao lựa giùm em một bộ khác nha, mã 126. Mã 126 giùm em, mã 126. Size 3 quần dài cánh tiên mã 126. Nó mở cái ba cái nhạc đó, có bản quyền rồi sao? À, đâu có mở được đâu, còn muốn coi thì ra đây. Vô đây là không, vô đây là không có coi được. Nãy bật ba cái nhạc gì đó. Rồi size số 3 quần dài cánh tiên giùm em, 109.000 bộ, chốt em mã 104. Lên đồ gì nữa thì comment em lên nha mấy chị. Lên lại tay lỡ không? Tay lỡ nha, tay lỡ quần dài nha. Lên em tay lỡ quần dài mã 130.000. Dạ không có sắc nách. Mã 1 giùm em. Mã 2 tay lỡ quần dài 130.000 bộ, mấy chị chốt mã 2 giùm em. Mã 2 nha mấy chị. Coi số 6 coi đồ gì chị? Chị Gao Gao ơi, coi số 6 là coi đồ gì? Mã số 3. Mã số 3. Này là mã số 4. Số 6 chỉ có tay lỡ thôi, không có loại tay ngắn nha chị Gao Gao. Nè tay lỡ giống vậy có size 6 nè, có size 3, 2, 3, 4, 5, 6. Từ 40kg tới 90kg luôn mấy chị, chốt mã số 5 kèm size. Mã số 5 kèm size. Trúc Phương là ai đâu biết chị. Qua có ai Trúc Phương đâu, chốt đơn hết rồi. Mã 6 giùm em. Mã 6. Mã 7. Mã 8. Số 6 lấy tay lỡ chị Gao Gao nha. Mã 8 giùm em nè. Mã 9. Mã 10 này em hết size số số 5 rồi. Mã 11 giùm em. Mười hai giùm em. Chị Trúc Phương hôm qua đâu có đơn đâu, chị Trúc Linh ơi. Hôm qua Trúc Phương có đơn không? Hôm qua hình như có một bộ xả rồi. Sáng giờ có chốt ai đâu tin Trúc Phương không? Không có đâu chị Trúc Linh nha. Trúc Phương hôm qua lựa có một bộ à, xả đơn rồi. Không có ấn tượng.
mấy chị mua có một bộ, kia em giữ đơn sao được, em đâu có giữ đơn đâu, mua ba bộ mới chốt. Lên đi lên lại nãy giờ mấy chục quận luôn rồi, mấy chị không lựa, cứ kêu lựa bộ xong cái qua mai biểu dùng đơn qua sao được. Xe 5 ký xe số 4 của chị Minh Nguyệt. Nè cái này là mã 14 nè. Này là mã 15 nè, nãy giờ nằm đây nè không thấy nè. Sáu lăm ký mặc xe 4 chị Minh Nguyệt. Mã 6, mã 8, mã 11, xe 6 cho chị Trần Thủy, 3 bộ. Lên quần dài bông nhí, hồi nãy chị nào kêu em lên, lên lại nè. Có bụng cũng mặc size số 4 mà chị ơi, mã 175. Size số 4 tới 69 kg lận. Mã 175 giùm em. 175 có size 3, size 4, size 5 quần dài cánh tiên bông nhí. 109.000 bộ mấy chị chốt em mã 175 kèm size nha mấy chị. 175 kèm size. Rồi này mã 212. Ai? Chị Gao Trần Thủy đủ 3 bộ. Chị Gao Gao Phạm có mã 14 size số 6. Mã 212 giùm em. Em còn size 4 với size 5 thôi. 109.000 một bộ mã 212. Lên quần dài cánh tiên của chị Nguyễn Thị Hoa số 3. Nè cái này có size 3 nè. Mã 245 giùm em nè. Có size 3 45 luôn quần dài bông nhí mã là 245. Đủ size mã 245. Từ 50kg tới 79kg mã 245 kèm size giùm em nha mấy chị. Hai một tám giùm em luôn mấy chị. 218 mã 280. Mã 280. Mã 220 kèm size. Mã 220 quần dài 109.000 có size 3 45 chút mã 220 kèm size. Mẫu lớn tuổi. Coi tay kính tiên hay tay lỡ chị Minh Nguyệt. Hay vậy đó. Gì mà 8 mã 10 12. Tức là tay tay lỡ chứ đâu phải tay ngắn một lửng chị cậy trần chị đặt gì vậy. Chị Gao Gao có 245. Chị cậy thị trần ơi, chị đặt gì vậy? Tay lỡ mà, này tay lỡ mà, em đâu có lên tay ngắn đâu. Mày copy cái số điện thoại của chị hồi chiều chị có đặt trên cái like quảng cáo rồi đó, coi coi phải chị cậy thị trần. Không phải là chị muốn mặc tay cọc không? Nè tay lỡ quần dài nó như vậy nè chị Minh Nguyệt. Sao chị Gao Gao đặt tùm lum sai hết trơn vậy? Nó số 3. Số 3 hả? Ừ. Ừ. Chị cậy thị trần ơi, chị đặt đồ gì cho chị? Em lên nãy là mã số trên móc hồi nãy là tay lỡ quần dài nha, chứ không phải tay ngắn quần lửng nha. Không phải là tay ngắn quần lửng nha.
Rồi này mã 101. 101 giùm em. Cái gì? Chị đặt sau like. Chị không đặt trực tiếp hiểu không? Mã 101 giùm em. 101 giùm em nha, 101 quần dài size số 3 4 5 luôn. Mã 119. Chị giao giao phạm được 5 bộ này, chốt em mã 119. Mã 119 giùm em. Đâu ra hai bộ số 3, hai bộ số 4. Mã 245 chị đặt size 5 rõ ràng quá. Chị coi lại đi, mã 245 chị đang đặt size số 5 đó nha. Chị có đặt lộn không? Đây là mã 181 nào, quần dài cánh tiên em có size 3 4 5 luôn, mã 181 giùm em. Mã 181 giùm em. Tay lỡ là quần dài ngang chị 130.000 bộ. Bộ này mấy chị chốt em mã 226 kèm size 3, 4 và 5 đều có. Mã 226 quần dài cánh tiên giùm em 109.000. Chị Gao ơi, cái bộ 245 là chị lấy size 5 đúng không? Cái này là mã 180. Quần dài giùm em kèm size mã 180. Có size 3, size 4 và size 5 quần dài mã 180. Bộ em đang mặc là quần lửng chị hơn bao? 80.000. Em đang mặc là có tay quần lửng 80.000. 245 size 4 chị chứ không phải size 5. Chị Thi Tinh Trần mã 175 size 5, mã 245 size 5, mã 119 size 5. Đó cái bộ 245 của chị kia lấy qua cho chị Thi Tinh Trần đi, chị lấy size 65 kìa. Bộ đang mặc á, size số 4, 65 kg. Quần lửng. Em đang mặc là tay ngắn quần lửng nha mấy chị. Quần lửng nha. Mẫu mới. Mẫu em mặc có đủ size 2 3 4 5 luôn. Từ 40 kg tới 78 kg mặt dừa. Màu xám. Cái này là mã 99 quần dài cánh tiên 109.000 bộ mấy chị. Mã 99 cho em số điện thoại chị Hân bao. Quần dài cánh tiên 109.000 bộ, mã 99 bông nhí quần dài em nha. Tôn hai da quần dài cánh tiên. Ở đây mã 159. Chốt em này mã 159 nha mấy chị đẹp. Này là mã 75 giùm em. Gửi trên móc luôn đi. Rồi thay cái khác vô, cái này là mã 75 giùm em. Còn không chụp hình đi gỡ luôn. Mã 75 giùm em. 75. À cái này đủ size mấy chị. Quên 75. Có size 3, size 4, size 5 luôn nha, 75 quần dài. Rồi cái này là mã 170 quần dài giùm em luôn. 170 dài cánh tiên bông nhí tuần hai da mã 170. Chị Thị Tinh Trần có đủ 3 bộ, em cảm ơn. Chị Trúc Linh chưa mai coi tiếp, mạng đứng không coi được. Ok, em giữ cái bộ đó lại cho chị Trúc Linh. Coi như là chị Trúc Linh được có một bộ thôi, em giữ đơn nha. Mấy chị coi thêm đồ gì comment em lên mấy chị. Quần dài số 3 em còn bộ này. Tôn 3D quần dài phối. 50-59 kg mặt dừa, chốt em mã 272 size 3 quần dài. Mã số là 272 size 3 quần dài giùm em. 272 size số 3 quần dài 109.000 có phối màu.
Cuối giờ. Đổ rồi Duyên ơi. Mấy chị đồ em mặc nè có size 2, 3 2, 3, 4, 5. Chốt em đây là tím. Mã tím giùm em, mã tím áo tay ngắn quần lửng mấy chị chốt mã tím giùm em có size 2, 3, 4, 5. Từ 40kg tới 78kg. Mã tím giùm em nha, có size 2, 3, 4, 5 mã tím. Lấy cho ai? Bây giờ chụp hình lại đi rồi gỡ luôn cưng. Bỏ đây chốt em là mã rêu. Mã rêu giùm em, mã rêu em có size 2, 3, 4, 5 luôn, 80.000 bộ mã rêu. Áo tay ngắn quần lửng mã rêu có size đủ size 2, 3, 4, 5 mã rêu 80.000 bộ. Mấy chị có thể comment là mẫu mặc cũng được nha. Mẫu em mặc không, 75 quần dài em có size 2 đâu chị. 75 không có size 2 chị Nguyễn Hần. Này có số 2 nè, tay ngắn quần lửng em đang mặc có size 2 nè. Sale 80.000 bộ nè. Sale 80.000 bộ. Lên bộ đang bận màu khác, xe máy vậy chị Phạm Thúy. Đang lên luôn á chị Phạm Thúy, màu hồng nè. Hồng cam. Hồng cam mấy chị kèm size hoặc kèm số ký giùm em, hồng cam quần lửng. 100 em sale còn 80, chốt mã hồng cam giùm em. Giờ đã tính tiền Thúy Lâm. Bao nhiêu ký chị Thúy Lâm? Dài tới cánh tiên bao nhiêu ký? Rồi bộ này chốt em nhí hồng. Nhí hồng này là có size đủ size 80.000 bộ nhí hồng quần lửng tay tay ngắn. Chị Thi Lâm quần lửng tay cánh tiên xe máy comment size với ba em. Sọc có một bộ sọc nâu hồi nãy lên rồi nằm đâu dưới nè. Bỏ này xuống chị ơi. Bỏ cái này xuống nhưng mà giữ cái hai da lại cho chị, đừng có xếp nè, để cái hai da lại. Sọc có một bộ à chị? Em có một bộ sọc nâu thôi. Không có nhiều sọc. Sọc nâu 80.000. Sọc nâu 80.000. Có lửng cánh tiên. 60kg bằng size số 4 chị Thi Lâm. Cái gì mà 2X trời, nhà em mới gắn size 2X đâu nha, bán size số 4. Size số 4 là mấy chị mặc vừa. Giật mình. Cánh tiên nè, cánh tiên quần lửng nè, tôn hai da luôn. Cái này thì 75.000. Này 90 sale còn 75.000. Mấy chị chốt em mã kem. Mã kem 90 sale còn 75.000, chốt mã kem. Kem kèm size. Em có size 2, 3, 4, 5, 6 luôn, mã kem kèm size. Rồi bộ này giùm em là mã xanh biển. Quần à, quần quần lửng áo cánh tiên. Mã xanh biển giùm em, mã xanh biển. Xanh biển xe 75.000. Này còn số 3. Sọc nâu em còn size 3 với size 5. Sọc nâu phối nha, quên. Sọc nâu phối, không có trùng với kia. Sọc nâu phối này em còn size 3 với size 5, sale 75.000. Bộ hồng rút này em còn size số 4, sale 75.000. Quần lửng áo cánh tiên hồng rút 4, sale 75.000. Đơn 500.000 miễn ship, không có tính số lượng bộ chị ơi. Mua đủ 500 miễn ship. Rồi bộ này là rêu, em còn size 3 với size 5 luôn, xem mấy chị 75.000, chốt giùm em mã rêu. Mã rêu nha mấy chị, size 3 và size 5, sale còn 75.000, mấy chị chốt em mã rêu nha. Rồi bộ này màu nho giùm em. Màu nho có size 3 với size 5 luôn, sale 75.000, chốt màu nho, nho phối tôn hai da. Mua đơn 500.000 miễn ship mấy chị. Chị Phạm Thúy chốt sọc nâu với lại nhí hồng.
Sọc nâu phối hay là sọc nâu kia chị Nguyễn Thị Hoa? Sọc nâu 80 ngàn hay sọc nâu 75 ngàn? Hả chị ơi? Có tay em còn màu vàng đậm. Màu vàng đậm đủ size 80 ngàn nè, lại có tay 60kg mặc size số 4 nha chị. Rồi đỏ luôn, lại có tay giùm em luôn. Đỏ có tay giùm em luôn. Lấy cho chị Phạm Thúy hai bộ kìa cưng. Đỏ có tay giùm em luôn. Đỏ có tay này là 80 ngàn. Xanh này là xanh đậm. Xanh đậm có tay. Size 2, 3, 4, 5 luôn 80 ngàn. Hai bộ này nè. Lấy số sơ ra lấy số 4. Ủa đâu có? Số 5. Mới về á? Rồi cái này nhí cam. Nhí cam giùm em, nhí cam có tay quần lửng tay cọc. Quần lửng tay cọc 80 ngàn nhí cam. Ừ. 60kg mặc size 4 đi chị Thuy Lâm. Mà chất liệu vải tôn chị Phương Trinh. Lấy sọc nâu số 3 phối màu cho chị Nguyễn Thị Hoa. Đúng rồi. Chị Phạm Thúy là lấy đồ 80 đúng rồi, là có tay chị Phạm Thúy. Ba bộ em đi đơn chị, lựa em bộ nó đi chị. Ba bộ em đi đơn, em sale rẻ quá mà, 80 ngàn. Lựa em bộ nó đi chị. Cho chị ghế tài. Chị Hồ Phương, Tôn Nhung, Cánh Tiên, Chính Tắc, chị lấy sai số máy cho em xin số ký đi chị Hồ Phương. Chị Hồ Phương ơi, cho em xin số ký đi chị. Rồi lên cho em mã này là mã A. Ủa phải mã B, quên. Mã này mã B, áo cánh tiên quần lửng sale 75 ngàn mã B. Có size 2, 3, 4, 5 luôn mấy chị, chốt em mã B. Mã B. Sale 75 ngàn áo cánh tiên quần lửng mã B. Bộ em mặc thì comment là mẫu mặc hoặc là comment đen giùm em cũng được mấy chị. Mẫu mặc hoặc là đen, mẫu mặc đi. Mẫu mặc này công cũng 80 ngàn luôn á, quần lửng tay ngắn. Rồi xám phối màu em còn size 3 với size 5 luôn. Xám phối màu cho chị bộ tím hay còn số 3 không? Xám phối màu em còn size 3 với size 5. Tím phối màu tôn hay da mấy chị. Phối màu này là tôn hay da. Mấy chị chốt em tím phối màu em còn size 3 với size 5 luôn. Nha mấy chị, tím phối màu em còn size số 3, size số 5 luôn. Mẫu mặc là tôn hay da. Em bán toàn bộ là đồ tôn hết đó chị Phương Trinh. Vải tôn còn gọi là vải lanh đúng rồi đó. Toàn bộ em bán là đồ tôn hết. Không có thun, không có măng gồ nha. Rồi bộ này giùm em là màu hồng. Hồng nhí. Hồng nhí em có size 2, 3, 4, 5 cái gì? 80 là ý chị nói 80 ngàn. Rồi cái này là hồng giùm em. Hồng em có size 2, 3, 4, 5 sale 75 ngàn mã hồng. Chị Hồ Phương coi size 3. Lấy chị Chính Tắc số 3 đi. Cánh tiên á. Ôi màu sáng hết rồi. Đây nè. Còn màu gì thì đưa lên thôi. Màu sáng thì hết rồi. Giờ còn màu nào đưa màu đó lên nha. Chứ không có màu sáng đâu người đẹp ơi. Đây nè, Chính Tắc nè chị. Tôn Nhung. Áo cánh tiên quần Chính Tắc. Size là size số 3. Chiều dài quần cỡ 85cm. Tôn Nhung này chốt em mã 256 giá 109.000 bộ. Mã 256 mấy chị. Tôn Nhung quần Chính Tất chốt giùm em mã 256 nha. 109.000 bộ mấy chị đẹp. Còn bông vậy thôi à chị, hết màu sáng rồi chị Hồ Phương ơi. Đây chốt giùm em bộ này mã 76 luôn. Quần Chính Tất. Bộ này hình như còn đủ size luôn á mấy chị, từ size 3 tới size 6 luôn. Mà size 6 là 120 ngàn, còn size thường là 109 ngàn. Mã 76 quần Chính Tất. Ừ đúng rồi. Chị Nguyễn Thị Hoa cho số điện thoại ok. Lấy rồi mà phải không? Thấy chưa? Toàn lấy rồi kìa, sọc nâu. Sọc nâu phối nó lấy rồi.
Chị Phạm Thúy MB cánh tiên số 5 là gì? Mẫu bận hả? Phải không? Phải mẫu mặt không? Mẫu bận cánh tiên số 5 đúng không? Hay gì? Ủa mẫu bận đâu có cánh tiên, mẫu bận là tay 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 cọc mà. Là gì ta? MB là gì trời? Chị Liên Mỹ sao không thấy chút đơn? Chị Liên Mỹ có đơn không? Em chốt hết đơn rồi đó chị Liên Mỹ ơi. Chấm cái rồi, inbox cái rồi. Rồi quần chín tấc áo cánh tiên, cái này có size số 3. 3 4 5 6 luôn, mã 198. 3 4 5 6 luôn á, chín tấc cánh tiên giùm em mã 3 4 5 6 luôn, mã 198. Chị Pháp Hoa Nguyễn đồ bộ đẹp quá. Chị Liên Mỹ. Liên Mỹ có đơn không ta? Có khi nào chị không đủ đơn không chị Liên Mỹ? Mã B. Phạm Thúy lấy mã B. Mã B. Mã B là bộ này nè, bộ màu xanh nhạt nè. Mã B, không có tay cánh tiên trong đây nè. Xe máy, xe 5. Dưới đất đó. Ở ngoài luôn kìa, ngay đầu gối em kìa. Không dưới nữa. Bữa chị đặt 5 bộ. Ủa chị Liên Mỹ kêu bữa đặt 5 bộ lần kìa mấy đứa. Có khi nào xả hàng không? Không có luôn. Ui da mèo. Lên tiếp đi mấy chị. Hôm nay em bị fail rồi em chán quá. 5 bộ nè, con xin địa chỉ này gọi không nghe máy. Trời ơi. Chị đâu có nghe máy đâu mà chị kêu em chốt chị Liên Mỹ. Thiệt luôn á. Mình coi live trực tiếp mà thì được, mà mình nghe máy thì mình không nghe thì sao mà em chốt đơn. Mã 103. Tay cánh tiên quần chín tấc Tôn Nhung 109.000 mã 103 đủ size giùm em. Chốt 103 kèm size mấy chị. Hết rồi. Số 3 còn nhiêu đây à? Được, chị Liên Mỹ còn mà. Ok. Ok chị Phạm Thúy mã B size 5 nha. Tao lên hết rồi nè. Có chốt đâu. Ê dưới còn kìa bộ màu ghiêu hay gì vậy? Đó là gì? Mã 81 quần chín tấc tay cả tay cánh tiền size số 3. Mã 90 size số 3. Cánh tiên quần chín tấc. Lượm em 3 bộ đi đơn mấy chị ơi. Mã này là mã 90 giùm em. Mã 90 giùm em. Chị Liên Mỹ ơi đơn còn đó, có gì ngày mai em gọi lại chị nghe máy chốt đơn đi thôi, lựa khỏi lựa lại. Đơn chị còn thì sáng mai nhân viên gọi cái chị nghe máy cho địa chỉ rồi em đi hàng thôi. Mấy chị không có nghe máy là em không có đi hàng được. Xem lại tay cọc nãy giờ cúp điện. Đây, tay cọc. Tay cọc quần lửng Tôn Nhung. Này có size 345 nha mấy chị. 120.000 một bộ. Tay cọc quần lửng Tôn Nhung. Tay cọc quần lửng 120.000 một bộ, mã số 230 kèm size mấy chị vô. Có size 3456. Có size 3456 giùm em. Tay cọc quần lửng Tôn Nhung. Đúng rồi, số 3.
Chị Liên Mỹ ơi, ngày mai nhớ nghe máy nha. Chốt đơn rồi điện không nghe máy là không đi hàng đâu. Mã 136 giùm em mấy chị. Tay cọc quần lửng qua đầu gối á. Cái này là có size 3, 4, 5, 6 luôn. Từ 50kg tới 90kg. Chốt em mã 136. Chị Nguyễn Hằng lựa thêm giùm em với. Mới có bộ vậy. Cái này là mã 200. Tôn Nhung. Áo tay cọc quần lửng mã 200. Còn em mặc là tay cọc quần lửng tôn hai da nha mấy chị. Này là tôn nhung giùm em. Rồi này là mã 148. 148 tay cọc quần lửng mã 148 giùm em. 120 ngàn. Ủa tặng gì chưa? Nó tính kêu em về với nó luôn. Mã 206. 206. Mã 206 gì mẹ? 206 gì mẹ? Có size 3, 4, 5, 6. Lai rai à? Gọi nó thôi. Cái máy gọi coi. Mã 127. Kèm size mấy chị, tay cọc quần lửng mã 127. Tay cọc quần lửng mã 127. Rồi cái này mã 203. 203. Từ size 3 đến size 6 luôn, mã 203. Ba bộ em đi đơn mấy chị. 236 gì chính Phan lấy xe máy. Mây trắng là 206 xe số 6. Chị Minh Nguyệt là 230 xe số 4. 230 là gì? Dạ em không có pyjama đâu chị. Này là mã 233. 233 giùm em. Ủa này tay cọc quần dài rồi. Này là quần dài rồi nghe. Lộn. Cái này là quần dài size 5 lận. Mã 233 quần dài size 5 130 ngàn. Này số 6. Ra ngoài lấy. Ra ngoài lấy, ra ngoài lấy. 203 chị Chính Phan. Chính Phan lấy 203 với 236. 236 là gì? 136 chứ ta. 136 á chị chứ không phải 236. Này là mã 136. Chị Chính Phan này là 136. Này là mã 203. Này là 230 lấy cho chị Minh Nguyệt. Hai ba không nè chị. 230 nè chị Minh Nguyệt. Cái này mã 200. Này mã 200 giùm em mã 200. Bộ này mã 200 nha mấy chị. Rồi bộ này mã 148 giùm em nha. Tay cọc quần lửng có size 3, 4, 5, 6 luôn. Bản size thì em ghi ở trên rồi đó mấy chị. Chán quá tính xuống.
gì lấy có người bộ không vậy mấy chị, thiệt luôn á, lấy người hai bộ ba bộ đi còn có động lực lấy. Size 3 chị chính Phan nè Toàn, hai bộ ghi tên chính Phan này. Chị Minh Nguyệt mới có 1 bộ 230 mà. Cái tay cọc nãy em để đâu ta? Thôi màu vậy thôi chị ơi, còn tối nữa không có đâu chị ơi. Mua đồ mà tới thui tới mò mặt mũi chích sao? Mã 122 giùm em. 122 lớn tuổi mặc mấy màu này được mà có làm sao đâu trời. Có lè lẹt gì đâu. Mấy bông nhí này lớn tuổi mặc là hợp luôn mà. Một hai hai cảm thấy lựa được rồi mà, được hai bộ rồi mà. Bộ này thứ sáu hết rồi. Chị chính Phan ơi, lựa qua bộ này được không? Cái này hết sáu rồi. Này hết sáu rồi, này còn nè. Chị chính Phan lấy này được không? Cái gì không phải chính Phan má, mây trắng. Nè chị mây trắng ơi, cái bộ này được không? Bộ này hết rồi, 206 hết, số 6 rồi chị. Lấy mấy em cái này được không? Không mà chị lừa má khác đi. Rồi cái này đủ size giùm em. Này mã 89 giùm em. Chị Trường Xuân lấy size mấy bao nhiêu ký chị ơi? Chị Trường Xuân không có số ký rồi biết đường nào lấy, chốt gì tùm lum vậy trời. Thôi trắng được em. Cũng mỏng. Đâu rồi? Đây. Ok chị may trắng hai bộ. Ê bộ này nè, bộ này đẹp nè. Rồi chị nào lấy bộ này comment cho em mã 89 kèm size. Rồi đồ cho bé. Em không có đồ cho bé đâu chị ơi. Bé là nhiêu tuổi? Đồ này người lớn không à. Chị Trường Xuân không cho số ký luôn, comment gì tùm lum la không biết đường lấy luôn. Bộ này được nè chị, mây trắng size 6 luôn nè. Mã số là 182 size số 6 nè chị. 182 này như em còn đủ size á. Này cái bông nó nhìn nè. 182. Chị mây trắng cho em xin số điện thoại đi. Chứ em xuống like quá, chán quá, mai like mấy chị. Không kêu anh Cường vô chị đi, mấy đứa về. Cường còn trước không? Kêu không vô. 182 size 6 luôn, ok. Nào ta. Mấy trắng nè. Ừ. Mấy trắng được 3 bộ. Chị Minh Nguyệt được có một bộ à, có lựa thêm không chị Minh Nguyệt? Cái 182 mới lên nó cũng đẹp đó. Cũng hợp người lớn tuổi đó chị. Có 50, cho bé. Không có bé đâu chị ơi. Giờ có mấy màu này được không? Bé không mặc mấy màu này sao mặc? Người lớn thôi chứ bé nào mặc này. Cái này là 18, 20 rồi còn nhiều khi còn chê. Hai mấy mươi tuổi bắt đầu mặc được. Nè. Thì nói chung mặc ở nhà thì 18 20 mặc này được. Chứ còn bé em cũng biết bé chị nhiêu ký. Mấy màu này nít mặc không được đâu. Chị may trắng cho số điện thoại ok. 182 size số 4 chị Minh Nguyệt. Huỳnh Thị Thắm chị bộ số 6 còn Lỡ Tân Nhung mã 182. Em đưa cho chị có một bộ không? Đưa hết số 6 vô đây đi, có số 6 nhiêu bộ chị lên luôn ơi. Về. Minh Nguyệt chưa em, Minh Nguyệt chưa, Minh Nguyệt với bộ này nữa nè, có bộ này nữa nè, size số 4 nữa nè. Chưa lấy á. Ừ, lẫn cọc luôn. Chị Trường Xuân lấy size 4. Mạng đứng hoài à, tức muốn chết. Em cũng nghĩ là vậy á, do mạng đứng nên mấy chị coi không được đó. Nãy giờ mấy chị bị văng ra quá trời, em like cứ 60-70 người coi, cái nó tụt xuống còn có hai mấy người coi. Là mạng bị lắc mấy chị coi không được. Này cưng, size 4. Mạng lắc á, mấy chị coi không được, hình ra cũng ấy. Bộ để trước mặt là màu xám chị ơi. Bộ để trước mặt là màu xám á chị Phạm Thúy. Áo cánh tiên được không? Chị lấy không? Có size 5 á.
Sám có size 5 đó. Rồi, ok, giờ đi cưng. Size 5 chị lấy không? Số 5 chị lộn. Trường Xuân lấy gì tầm lắm vậy trời? 103, 206. Mã 5, mã 20, mã 1 là tay lỡ hả chị Trường Xuân? Sukana vậy? Chị Minh Nguyệt ơi, bộ này hết size 4 rồi, mã 230 em hết size 4 rồi nha. Chị Minh Nguyệt ơi, mã 230 em hết size 4 rồi. Mấy chị mạng yếu chưa mai coi đi, giờ em xuống like luôn. Ha? Chưa mai đi, 12 giờ vô coi đi, mạng giờ này yếu không mai coi được hết trơn. Em cũng chán. Chị bị rớt hết trơn, ừ, mọi người cứ kêu mạng quay không mà coi không được. Đúng rồi. Mà như buổi trưa nó đỡ hơn anh, buổi tối là nó gì. Tối tờ giấy à. Sám bánh tiền số 5 cho chị Phạm Thúy. Anh rút em bộ sám đi. Rồi, chị Huỳnh Thị Thấm là lấy size 5. Đâu em? Bộ sám chứ. Đây hả? Ừ. Mạng đắt lắm. Phạm Thúy. Phạm Thúy hả? Chị Nhân Tiên size số 4. Tôi mua quần lửng trên đầu gối. Quần lửng đến đầu gối vậy chị lấy đồ gì? Cho địa chỉ điện thoại mà em không biết chị lấy đồ gì. Trên đầu gối là quần đến đầu gối là quần lửng qua đầu gối, quần lửng này là vừa qua đầu gối nhưng mà chị lấy cánh tiên hay là tay cọc? Cho địa chỉ điện thoại mà em không biết chị lấy cái gì luôn. Vậy chị Minh Nguyệt mai coi lại đi. Mai chưa mai 12 giờ vô coi với em đi. Chị Mây Trắng đủ đơn nè, em cảm ơn nè. Chị Trường Xuân là mã 5, mã 20 với mã 1 là tay lỡ đúng không chị? Còn mã 103 với mã 206 là tay cọc. Size 4. Này là 206 nè, 103 là gì để em coi lại coi. Tay cọc xe 4. 103 là chính tấc. Chính tấc số 4. Chiều mai 12 giờ em like mấy chị. Nha, chiều mai 12 giờ gặp lại mấy chị đi chứ giờ em cũng like mà mấy chị không coi được, em lên đồ em cũng buồn. Tay ngắn quần lửng. Rồi chị Nhân Tiên lấy mấy bộ để em sẵn cho chị luôn. Đơn của mấy chị ơi, á. Bấm cửa xuống thì mai vô thôi. Xe đẩy vô. Mấy chị cứ bấm cửa xuống giùm bay. Bấm cửa ra ngoài xuống giùm bay, ra ngoài bấm nút đi thôi. Bấm nút xuống đi. Lấy có một bộ sao lấy chị Thi Lâm. Ba bộ mới đi đơn. Chị Nhân Tiên ơi, tay ngắn quần lửng lấy 3 bộ nha. Em lấy chị 3 bộ ha. 5 bộ luôn hả? 5 bộ tối màu. 5 bộ tối màu chị lấy quần ở quên bông bự hay là bông nhỏ? Dạng như vậy là bông nhí rồi. Còn nãy là có bông bự nữa. Này là bông bự, này chị lấy size nào? Ở quên chị lấy bông bự hay bông nhí chị nói em lấy nha. Cái này em sale 75.000 chốt em mã xám nhạt quần lửng cánh tiên. Tôn hay da mã xanh nhạt quần lửng cánh tiên. Sale mấy chị 75.000. Mã này là mã A, kèm size vô mấy chị ơi, A2, A3, 4, A5. Mã này mã bơ. Bơ kèm size. Trời ơi, cái gì 50.000 một bộ chị? 120.000 một bộ chị Nhân Tiên. Cái này là đang sale 75.000 nè, màu xám nè. Áo cánh tiên quần lửng nè, xám nè, có size 2, 3, 4, 5 luôn, xám sale 75.000. Tay cọc quần lửng là 120.000 chị nha, Tôn Nhung. Còn hàng đầu like mà bán 50.000 là chỉ có một bộ duy nhất thôi. Mà người nào có chia sẻ thì mới mua được. Là chỉ có đầu like thôi, bây giờ làm gì còn. Bán 50.000 mà chị nghĩ ai em cũng bán gì kiểu đó em còn tồn tại không?
Làm sao em tồn tại được với bán bộ đồ 50 ngàn? Mấy chị nghĩ đi, mỗi bán một bộ 50 thôi, vài bộ thôi thì còn may ra, còn cứu vãn được cuộc đời. Chứ bán mà 50 ngàn mà bán kiểu đó, mấy chị đi thử đi mua giải với lại tiền công mai, mấy chị mai vô đi mấy chị biết liền bộ đồ bao nhiêu tiền. Có tay lỡ không? Có tay dài chị Nguyễn Cẩm Tú. Chị Nhân Tiên ơi, 120 ngàn bộ vậy à, chị lấy mấy bộ à? Ủa chị Thi Lam hồi nãy chị nói bé 45 kg, giờ lấy size số 4 là sao? 45 kg số 2 chị, với size 4 nó bự lắm. Chị Liên Nguyễn ơi, chị còn cái đơn cũ để chốt đi, đừng có lựa nữa chị ơi, em không bán nữa. Chị còn đơn cũ 5 bộ, gọi điện chị không nghe máy, giờ chị lựa thêm chi nữa. Chị không mua chị đừng có đặt nữa chị ơi, nha giúp em. Chị không mua, giờ không muốn mua chị đừng có đặt, nha. Vô comment cho vui thôi chị, đừng có đặt hàng. Gọi điện không nghe máy, xong mà vô hỏi sao không chốt đơn, trời ơi. Rồi giờ em đã nói là còn đơn ngoại 5 bộ để ngày mai em chốt đi. Tự nhiên giờ chị đặt lại 5 bộ mới rồi chị xả 5 bộ kia, mà kể cả chị đặt lại xong rồi ngày mai gọi điện chị cũng không nghe máy, mất công lắm. À, thiệt sự luôn á, bán vậy buồn lắm chị. Thôi thà không bán. Tôn Nhung, Tôn Nhung gì nhắn nhiều không em? Nhăn nhiều không em hả? Tôn nào nó cũng nhăn hết chị. Tôn Nhung không nhăn, không nhăn không rút không phải tôn chị ơi. Không nhăn không rút là không phải tôn, nhưng mà nó sẽ nhăn ít. Ví dụ như là mình giặt xong á, mình treo trên móc đi, mình đừng có gấp. Mình bỏ vô tủ là nó, cái này nó nhùi vô cái kia nó sẽ nhăn, mấy chị treo trên móc luôn, mấy chị treo vô tủ. Đó, thì nó sẽ không nhăn. Mình sẽ hạn chế được vấn đề ủi đồ. Còn mình đã gấp lại rồi, tới hồi mình lấy ra là nó nhăn như nhau mèo vậy đó, mình phải ủi thôi mấy chị. Tôi là nó nhăn à. Tôi không mua nữa, dạ rồi chị không mua nữa, ok. Ok chị Trường Xuân. Chút nữa em xuống em soạn chứ giờ mấy đứa nhân viên về rồi chị, em cho nó về rồi. Chút like thôi em soạn cho. Chồng em đâu biết chị đâu lấy. Chị Tiết Lăng lấy giùm chị một bộ nhung quần dài tay cọc số 4. Mấy cô mấy chị mua hàng bên em phải gọi điện được, chứ không gọi điện được xem đi đơn. Trời ơi em bị hoàng biết bao nhiêu đơn vì chuyện không gọi điện được luôn rồi đó. Xong rồi cứ vô like bắt bẻ là sao không chút đơn. Mà mấy chị cứ kêu coi like bom được hàng vậy đó, bom hàng ừ mấy chị coi like trực tiếp thì mấy chị vô coi, mấy chị bắt bẻ là sao không chốt đơn, mà tới hồi chốt đơn gọi điện cho mấy chị không nghe máy, ngộ vậy đó. Mà thấy gọi cuộc gọi nhỏ cũng không có quanh lại gọi điện cho mình. Chị em ơi nãy gọi điện chị có gì không? Đó cái chị hồi trưa chị nói sao không chốt đơn, chị gần cả tuần lễ rồi không không chốt đơn. Vừa xuống like nhân viên gọi cho chị một cái không bắt máy. Vô thấy cuộc gọi nhỏ coi like á thì bắt bẻ là không chốt đơn, mà gọi điện lại không bắt máy. Chị Cẩm Tú mua tay lỡ bao nhiêu ký? Chị Tiết Lăng một bộ nhung tay cọc quần dài số 4. Giờ lấy bộ gì giờ trời? Bộ này được không chị? Bộ này được không chị Tiết Lăng? Mấy cô với chị biết không, nhiều khi hai chồng tối em bán xong cái tối lên hai chồng thu thủy nhau buồn. Mấy cô với chị trời ơi, kêu mấy cô với chị cũng lớn tuổi rồi, cũng bằng tuổi mẹ mẹ con không à, mà tốn tiền coi wifi, tốn tiền mạng gì đó coi, mà sao nỡ nào bom hàng tụi con, tội nghiệp ghê. Chị Tiết Lăng bộ màu đỏ dây trên móc là mã 12 nha, bông nhí đúng không, có một bộ duy nhất màu đỏ bông nhí thôi là mã 12 á, là lấy bộ này với bộ mã 12 nữa ha. Hồi nãy chị lấy mã 10 rồi à, chị lấy mã 1 với mã 10 rồi. Ê, giờ bộ tay cọc em lựa cho chị bộ này với lại thêm bộ bông nhí mã 12 nữa. Ok, bỏ cho chị Tiết Lăng em. Rồi em lên lại tay lỡ cho mấy chị coi. Chị Thùy Lâm ơi, đồ em mặc hả? 60 kg bận size số 4. À là chị mặc hả, chứ không phải chị mua cho con chị phải không? Màu xanh là chị lấy xanh nào? Giờ nãy giờ em lên mấy cái xanh. Cái này xanh nhạt nè chị, lấy xanh nhạt size 4 phải không? Ok, xanh nhạc xe 4 chị Thi Lâm có nha, lựa thêm giùm em đi chị. Chị Thi Lâm lựa mấy bộ na ná nha.
Này của chị nè. Mới anh ghi tên đi. Màu xám là chị Thi Lâm, xám 4. Này chị Thi Lâm hả? Thuy Lâm. Bơ này em còn số 4 luôn nè. Bơ này em còn size 3, size 4. Bơ mấy chị, bơ này còn size 3, size 4 luôn. 60kg mình mặc size 4 đi mấy chị yêu. Có gió không? Không anh. Bơ này em còn size 3, size 4. Size mấy chị 75 ngàn. Thiệt nhiều khi mấy cô mấy chị toàn lớn tuổi như mẹ con không à. Đâu có ấy được, mình cũng tôn trọng lịch sự. Mà do con em bữa giờ em chặn nhiều lắm luôn á. Bữa giờ chặn nhiều lắm luôn á. Không hiểu sao. Chắc là áp lực cuộc sống. À beo số 4 là chị lấy không? Beo 4. Cho chị bộ tháp đi. Beo 4 giùm em, 75 ngàn beo 4. Vậy thì Lâm kêu lấy bộ ráp số 4 không có, bộ ráp còn 3 năm không à. Chiếc lá. Chiếc lá số 4. Số 4 đồ ráp em hết rồi, đồ phối em hết rồi. Chiếc lá số 4 xe 75 ngàn. Bộ này là cúc xanh lá. Chị Phương Đoàn có đơn là gì chị? Cánh tiên quần lửng size 6 màu tối. Ok chị Phương Đoàn để em lên. Cúc xanh lá nè, em có size 2, 3, 4, 5 luôn. Cúc xanh lá, sale 75 ngàn mấy chị. Cúc xanh lá giùm em. Chiếc lá chị Thi Lâm nè, ba. Số 4 luôn. Bi xanh giùm em size 4. Bi xanh size 4, sale 75 ngàn mấy chế đẹp. Chốt giùm em là mã bi xanh nha, số 4 nha. Bộ 50 ngàn nhiều khi có mấy cô mấy chị nghe không hiểu. Cứ rồi mua 5 bộ, mua 10 bộ đâu ra đâu, em đâu có bán được rồi nhiêu đó. Vô phải chia sẻ live stream, phải comment nhanh hơn ta à. Cái này lá nhí số 4. Phải chiến đấu đồ các kiểu mới mua được. Lá nhí số 4. 75 ngàn lá nhí số 4. Cái đó chỉ là game đầu like thôi à, lấy tương tác thôi. Để mọi người vừa vui vẻ rồi vừa có được thêm cái bộ nó rẻ rẻ. Giống như đen. Là mua 3-4 bộ thì có một bộ nó giảm giá, giá cực rẻ vậy đó. Đen size đủ size giùm em, đen kèm size giùm em. Rồi lên tay lỡ chị Cẩm Tú coi nha. Tay lỡ số 3. Tay lỡ số 3 đúng không? Tay lỡ size 3. Đây bộ này tay lỡ nè. Tay lỡ quần dài nè. Size số 3 giùm em. Mã này là mã 100. 50-59kg mặt dừa. Chị Nguyễn Cẩm Tú. Nãy là chị Liên Mỹ á mà. Gọi điện không nghe máy thì sao em bán. Shipper đâu có giao được đâu. Mã 100 giùm em. Em kể mấy chị nghe chứ mấy chị mà gọi điện không nghe máy á. Cái em cũng cố gắng em gọi, ngày hôm nay em gọi không được. Cái qua ngày mai em gọi. Cái qua ngày mai em gọi nữa sáng không được, tới chiều em gọi được mấy chị. Em gọi được, cái cho địa chỉ. Thì em đi hàng. Em gọi được rồi thì cho địa chỉ, cái em đi hàng. Tới nơi shipper gọi, không nghe máy. Ngày hôm trước, ngày hôm sau shipper gọi, không nghe máy nữa. Cuối cùng hoàn đơn về. Mất 60 ngàn, em không làm gì hết, mất 60 ngàn. Trong khi em bán bộ đồ có 50 mà ngàn. Mà thật sự luôn á, em năn nỉ luôn. Nếu mà mấy chị đã thích đồ của em, nếu mà mình muốn mua thì mình để ý điện thoại, mình nhận hàng giùm em. Trời ơi, xong rồi cái không nhận hàng, cái tới hồi vài bữa lại hỏi, ủa em ơi có gửi hàng cho chị không? Vậy đó mấy chị. Chết rồi, bộ này số 4 rồi, đứa nào để chung vô số 3. Này số 4 nha, em lỡ lên số 4 rồi. Số 4 nè à, tay lỡ mã 167 giùm em. 130 ngàn size số 4. Mà nhiều cô như vậy cho địa chỉ, cho số điện thoại, gọi điện được luôn nha. Ra tới nơi, kêu không phải. Ừ. Ra tới nơi, shipper nói chỗ này, địa chỉ này không có người này chị ơi, không có người tên này. Rồi xong. Đó, shipper người ta giao hàng thường xuyên mỗi ngày mà người ta còn nói vậy nữa. Cái này số 4. Em không hiểu luôn, toàn là em gọi bằng cô. Ừ. Cô các chị lớn tuổi. Chị Cẩm Tú. Alo chị. Xe 3. Hết coi hả hay là mạng lắc nữa rồi? Đây rớt mạng quá trời. Mã 186. Mấy ngày này còn bị mấy ngày xu kia. Mã 186. Ai cũng bị hết. Vậy là ai cũng bị luôn không?
Mã 186. Bộ đang mặc là tay ngắn quần lửng 80.000. Chị Phạm Hải Yến đang mặc là quần lửng chị, tôn hai da. Đây là size số 3, tay lỡ quần dài. Mã 162. 162 giùm em. Không có luôn. 162 giùm em. 186 size 3 cho chị Cẩm Tú. Hả? 32 bình luận. Tiếng hồ. Ông đó không là vậy đúng rồi. Hả? À không, bên đó không phải. Tưởng bên kia. Bên này không phải hả? Ờ à, cái đó đúng rồi. Lát em nói cho nghe. Bên kia kìa, bên kia kìa. Cái này là tôn 3D nha chị Cẩm Tú. Tôn 3D. Size 3 luôn, tay lỡ giùm em. Mã này là 253 giùm em. Chị Cẩm Tú có 162 với 186 nha. Chị Cẩm Tú được 2 bộ. Chị Cẩm Tú có số điện thoại cho anh. Này là mã 253 giùm em, tay lỡ size số 3, tôn 3D quần dài. Có rồi em. Mã 253. Chị Phan Thúy là tôn hai da nữa cho em, chị lấy da. Chị Phan Thúy đợi xíu nha. Em lên cho chị Cẩm Tú với chị Thúy Tâm cái rồi em lên cho chị Phan Thúy nha. Mã 162 có quần ngắn tay. Không. Dạ không, 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 cô Thúy Tâm ơi. Mã 109. Tay lỡ quần dài size 3. Có quần lửng cánh tiên tôn nhung đó chị Thi Lâm. 99.000 bộ. Bông bự giống vậy đó. 99.000 bộ. Chị Cẩm Tú lấy hai mã đúng không? Ừ. Tại thường á bông nào mà của tay lỡ nó sẽ không có làm qua tay cọc đâu cô. Tại vì bông mà một bông mà làm vừa lỡ vừa cọc cái là con thế nào con cũng bán ế một bông à. Chị ừ. Còn ta mới có 45kg à. Đây nè chị, size số 4 nè, áo cánh tiên quần lửng nè chị. Thế ta chụp ấy chung ai biết đâu. Mã 107 nè chị Thi Lâm, đây là cánh tiên quần lửng nè. Đó chị muốn bông bự thì chị lấy này, 99.000 bộ, lửng nhung. Chia lên chị hai da cho chị. Hai da gì nữa? Hai da này giờ lên quá trời mà. Hết chưa? Thôi, bà nói chị nghe hết rồi. 253 cho chị Cẩm Tú. Bộ này đẹp nè chị Cẩm Tú. Size số 3 nè. Mã 189. 189. 253 luôn nè. Rồi cái này của chị Thi Lâm nè ba. Đây hả? Ừ. Rồi, chị Thi Lâm đủ 3 bộ rồi. 189 giùm em. Đây là size 4. Chị Thi Lâm lấy 107. Em đưa cho anh rồi đó. Chị Thi Lâm đủ nha. Đủ đơn là mua em từng thầu thôi, mình mua vừa đủ đơn thôi. Giờ có đẹp không, lần sau ủng hộ em thêm nha. Size 3, tay lỡ 130.000. Mã số 145. 145 mấy chị, mã 145. Quên chị Phương Đoàn còn coi không? Lên chị Phương Đoàn số 6 nữa nè. Chị Phạm Thúy ơi, hai da em còn xanh đậu. Hai da cánh tiên nha, xanh đậu, xe 75.000 nè, xanh đậu. Có size số 5 của chị. Màu bơ, có size 5 của chị. Chị Nguyễn, chị Phan Thanh Tuyền hỏi bởi gì vậy? Mã A nè, A5. Là có size chị, A5. Đây là xám nhạt. Xe 75.000, xám nhạt. Màu vàng này em hết rồi, còn số 4 thôi. Dạ, giải tôn chị ơi, em bán đồ bộ tôn chị nha. Chị Thanh Tuyền ơi.
Vải tôn còn gọi là vải lanh đó chị. Nhiều hơn dinh này cũng có 1.000 người coi rồi. Trời, 1.000 đỡ mấy bữa còn không? 800. Nhưng mà người ta bán vẫn được, tại thứ có mấy cái. Người ta đâu có phải bán số đông đâu. Ừ. Cái đó coi gì tò mò thôi. Cái đó là cày view. Đúng không ba? Người ta cũng được 89, 90. Hoa cúc này hết số 5 luôn rồi. Sao tàn hết không vậy? Mấy bộ này hết số 5 mà. Nhí vàng nè, còn số 5 nè. Nhí vàng còn số 5 nè, chị Phạm Thúy. Nhí vàng còn size 5. Ôi, nó cũng đứng không à. Ừ. Đứng ừ. Chị Thuy Lâm cho em địa chỉ rồi, em cảm ơn nha. Cô Mỹ gì kìa. Cô Mỹ đặt gì vậy? 29 tháng 12 là hôm nay á hả? Cô Mỹ ơi, hai mã đó size số 3, không có size số 4, cô Mỹ ơi. Cô Mỹ ơi. Cô bị lựa số 4 đi, đợi con lên số 4 rồi cô lựa nha, chứ cái đó còn số 3 không à. Rồi, em cảm ơn chị Phan Thanh Tiền nha. Chị Bùi Kiệt, em giao hàng cho chị chưa? Em không biết. Chị chốt đơn hồi nào? Nếu mà chị chốt hôm nay thì chiều nay đã đi hàng rồi, còn nếu mà chưa chốt thì chưa đi. Nhân viên gọi điện cho chị chưa? Nhân viên gọi cho chị cho địa chỉ rồi thì nó sẽ gửi hàng rồi. Bộ sọc xanh phối màu này em còn size số 3 với size số 5. Xe 75.000. Lấy đơn rồi. Vậy là mới đi chiều nay. Đâu có giờ xuất kho, nhập trung chuyển. Vậy đêm qua. 28. Đi hôm qua rồi. Đi hôm qua rồi đó chị. Ờ, dạ hôm qua là chị nha. Chị ở Phú Quốc lận, chắc mai mới giao. Ừ. Chị Bùi Kiệt nha. Ngày mai giao á chị Bùi Kiệt. Cái này là sọc xanh phối, em còn size 3 với size 5 nha mấy chị. Xe 75.000. Đắt quá rồi. Cô Mỹ, ok, em lên số 4 đi chị coi. Rồi cái này là hồng bô, hồng 5. Hồng. Chị kêu rắn giờ đúng rồi, tên Nhung chị ơi. Em bận là tôn hay da. Bộ hồng này là hồng 5 giùm em nè, 75.000. Đó chị Phạm Thúy. Mấy bộ này đó là còn số 5. Sọc xanh 60kg không có đâu chị ơi. Hết số 4 rồi. 60kg là mặt size 4. Số 4 chị coi. Tay lỡ size 4 ha. Ôi, tay lỡ size 4 còn màu vàng không à. Tay 4 tay lỡ giùm em luôn, 70 đến ấu anh 60 69 kg mặt dừa, 130.000 một bộ mấy chị. Chốt giùm em bộ này mã 279 nha mấy chị đẹp. Mã này mã 279 nha, size 4. Tay lỡ mã 279. 279 giùm em size 4 tay lỡ mã 279, 130.000 size số 4, 60 69 kg mặt dừa. Sọc xanh chị Nguyễn Hương không có chị nha. Cái đó em còn xe 3 thôi, không có xe 4. Chị kêu đáng hỏi bộ em bận bao nhiêu? Bộ em bận là 100 xe còn 80. Tôn hay da, quần lửng, tay ngắn. Quần lửng. Có xe 2, 3, 4, 5. Từ 40kg tới 78kg, giá là 80.000 một bộ. Này mã 177 nè, cô Mỹ. Mã 177. Tay lỡ xe 4, mã 177. 130.000. Rồi bộ này giùm em tay lỡ size 4 luôn mấy chị, 130.000. Mã 183. Tay lỡ size số 4 mã 183 giùm em 130.000, mã 183. Cô Mỹ lấy mã 177. 177 cho cô Mỹ.
Nói chiều Minh Nguyệt được có một bộ và bộ kia hết rồi, chị không lấy thêm nữa ta. Cô Mỹ lấy 177 ok. Cô thích vuông bự ha. Rồi em lên này đi, mã 1. Mã 1. Mã 1 giùm em nha mấy chị, tay lỡ còn dài. Từ size 2 tới size 6 đó, mình như nó cũng có size bị lủng rồi đó, bị hết rồi đó. Mã 1 giùm em nè. Cũng không còn đủ. Mã 2 giùm em có size 2, 3, 4, 5, 6. Từ 40kg tới 90kg, tay lỡ quần dài 130.000 bộ, mã 2. Rồi, này là mã 3 giùm em luôn nha, mấy chị. Tay lỡ quần dài, mã số 3. Mã số 4. Tay lỡ quần dài, mã số 4. Mấy chị chốt mã kèm size. Bộ em bận có nhiều màu lắm, màu tươi không à. Màu có bộ màu đen này là tối nhất. Rồi này là mã số 5. Mã 6. Mã 6 này như hết, nãy hết xe máy á. Hết xe 4 hay gì á. Mã 7. Cô Mỹ lấy mã 3. Mã 8. Ghi lại ha. Ừ. Mã 9. Rồi mã 10 cũng hết xe 3 nha mấy chị. Hết xe 5 luôn, mã 10 còn số 4 thôi. Mã 11. Mã 12. Rồi, cô Mỹ còn lấy thêm bộ nào được không? Cô Mỹ còn lựa thêm bộ nào nữa không ạ? Được 2 bộ rồi. Này nó treo hàng, nó treo cũng treo ngược, nó bực mình ghê. Của người ta đang treo dây, nó treo gì. Biết ai không? Giỏi. Gỡ bộ kia xuống, nó treo bộ mới lên, mà nó treo cũng ngược. Thiệt. Nó gắn cục ăn keo, nó gắn 8 lần đều ngược. Người thích ngược nhạc. Ừ. Đó, cục ăn keo chứ mà anh đó, nó gắn 8 lần đều gắn ngược. Mỗi lần nó gắn xong hoàn toàn phải gắn lại. Rồi cô Mỹ cho em xuống lại chưa? Rồi có rồi. Ok. Rồi xong chắc em xuống like luôn đó mấy chị. Nói nãy giờ. Mai coi mấy chị, mai 12 giờ chưa coi đi, buổi trưa ngày mai mạng nó ổn định là mình like, mình làm lại từ đầu chứ giờ mạng nãy giờ lắc quá lắc. Like không được. Làm như là em thay đổi màu tóc cái mạng nó cũng em. Mạng nó không nhận ra em luôn, nó lắc hoài luôn. Cứ lắc lên lắc xuống hoài luôn. Mã 10 cho cô Mỹ, mã 10 còn xe 4 ok. Ok. Ok, thôi em xuống like nha mấy chị. Mai gặp lại. Rồi em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi em có rồi, có số điện thoại cho cô Mỹ nha, em cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mai gặp lại nha mấy chị. Mấy chị ngủ ngon. Tối nay em đi ngủ sớm. Rồi bye mấy chị nha.